Rồi, tiếp theo là một cây kim giòn. Cây này có giá là 200k. Cây này cũng có dạng lùng luôn, bông quanh năm luôn, 200 nha anh em, giá siêu rẻ rồi nha. Đó, không ở đâu rẻ bằng nữa nha. Rồi, bán hết là nghỉ luôn, không có cây bán ở đâu. Kim giòn này cũng giá rẻ rẻ vậy cũng ít có lắm nha nè. Đó, 200k cây này, bán cây này mà tính tiền đóng thùng phi chi phí vận chuyển lại chừng 20.000 đồng bạc, bán 250 thì cũng được nó, mà thấy thôi bán 200 thôi cho anh em chơi, chứ còn kệ nó đi, có trước có sau, cái chút chút 20.000 cũng được nữa, chủ yếu vui thôi. Rồi, một cây kim giòn nha mấy anh em, mà qua tới Bến Tre mua cây này cũng 200 nữa nha. Đó. Rồi, 200k một cây kim giòn.